Kính thưa anh chị và các bạn, đây là khu đô thị Summerstone bởi Dior Hortons, tọa lạc tại Wesley Chapel, Florida. Khu đô thị này khởi công xây dựng vào đầu năm 2021 và có giá kêu bán trung bình là 200.000 cho mỗi căn. Bên kia họ cũng có cái khu community đang xây nữa mà mình chưa có biết cái tên là gì, tại vì họ mới để cái bảng lên thôi mà chưa có, họ xây cái cổng á mà chưa để cái bảng lên, mình không biết community là tên gì, phải không? Còn phía bên này là Summerstone. Summerstone là cái chỗ nãy mình quay trên không cho mọi người xem á. Hello cô chú anh chị và các bạn, hôm nay mình đi qua một chỗ builder mới. Chỗ cái builder này họ build nhà từ 200 trở lên nha, từ 200. Thì cái chỗ này nó gần chỗ Winding Ridge. Thì đây là mấy căn nhà mẫu họ mới vừa xây lên nè. Nó nằm ở trên Route 56, nghĩa là 56. Mình ghé qua để mình quay một chút nhà cho các bạn xem. Ok. Chỗ cái văn phòng này là để cái số ở đây là 866-475-3347. Thì cái builder là Dior Hawthorne American Builder, America's Builder. Thì các bạn nào muốn tham khảo thêm thì gọi số này. Hello. Hello. Is anybody here? Ủa? Cái thui vậy? Mai, ngày mai họ mở cửa lại. Thì cái chỗ nhà này họ build từ 200 trở lên nha. 200 ngàn trở lên. Thì ai muốn mua nhà thì ghé vô đây. Thì mình chạy sẵn là mình chạy vô kia mình coi mấy cái nhà kia cho các bạn xem. Bữa nay định rảnh mình chạy ở đây mình quay nhà. Mà có một cái là bữa nay xui là ngày lễ Easter nên văn phòng họ đóng cửa, mình vô văn phòng cũng được. Thì mình chỉ chạy phía ngoài thôi. Mình chạy xuống dưới kia mình coi mấy cái nhà mà họ xây rồi á, coi cái dạng nhà nó xây làm sao, để cho mọi người xem thử biết cái mẫu mã nhà như thế nào. Nè. Chạy nhà cho này nó sang cái lầu nhỏ nhỏ thôi chứ không có lại lớn. Tại vì cái nhà 200 ngàn mà đâu có, mình đâu có expect lớn nhà lớn rộng được, phải không? Thì chỗ này là mấy cái nhà mẫu nè, họ đang xây nè, cái nhà mẫu họ xây mà chưa có xong. Khu này thấy cũng tương đối nằm đường chính cũng đẹp. Để mình chạy xuống đây mình cho, để mình ghé vô mấy căn chỗ này cho các mọi người xem thử cái nhà nó làm sao rồi. Như trong này cũng có mấy gia đình ta mới giờ vô hay sao á.
mấy cái bảng mà họ để xô á là nó bán rồi nha, tí người ta đặt nhà người ta mua rồi nó xây lên đó là xô rồi, xô là bán rồi á. Chỗ này nó xây nhà loại một lầu và hai lầu, rồi tùy theo mẫu mã mình chọn họ xây cho mình thôi. Và đương nhiên nó không có bự rộng giống như tụi bên Wading Ridge. Cái nhà này thì cái nhà giá rẻ phải không? Nhà này một lầu thì nó xây hơi dài một tí, giống như nhà này một lầu nè. Để mình vô căn này trên quay cho các bạn xem nha. Căn này một lầu, mình không biết bao nhiêu phòng ngủ mà để vô chỗ mình quay. Rồi mọi người có thể hình dung được cái nhà này bao nhiêu phòng ngủ. Mới vừa vô cửa thì phía bên tay phải này như là cái garage. Nó có cái bồn bình đây. Có hai phòng ngủ, bên đây phòng ngủ, bên đây phòng ngủ. Với một cái bathroom nằm đây. Ở đây là cái này, này chắc là kitchen với living room. Cái nhà này nó cũng tương đối nhỏ thôi, nó không lớn mà vừa giống như gia đình hẳn nghe. Hai chồng, hai đứa con thì ở nhà này thoải mái. Yeah. Cái master bedroom thì cũng small. Nhỏ hơn cái nhà của thằng em mình, phía sau thì phía đất nè. This is in the back, nhà phía sau. Những cái nhà nào mà lên hai lầu thì cái đất phía sau nó rộng hơn nhiều. Nhà bên dưới, nhà cái bên này không, họ nó xây gạch block lên tới lầu 2 luôn. Chỗ này nó có đặc biệt cái là nó xây gạch block lên tới lầu 2 nên ở trên nó có thể tường nó chắc chắn hơn. Cái chỗ này đặc biệt có một cái là nó xây nhà từ ở dưới lên nó làm bằng gạch hết. À, mọi người xem cái nhà bên kia. Mọi người có thấy nhà đó không? Ok, căn nhà này. Thì căn nhà kế bên á, phần đông nó xây cái nhà giống như là gạch từ ở dưới lên tới lầu 2 luôn. Phần đông số đa số ở Florida họ xây ở lầu 1 là gạch block. Ở trên họ làm cái bằng gỗ cái frame rồi họ đóng lưới. Rồi họ ra jack stucco. Còn ở đây á, chỗ này á, đặc biệt có cái là họ xây từ ở dưới lầu 1 lên tới lầu 2 là gạch hết nha. Thì ở chơi cái mái nhà thì họ làm bằng shingle. Thì shingle phần đông là chỗ nào họ cái mái nhà ở đây không có làm bằng shingle hết. Chỉ căn nhà này là đậu được hai garage. Này đi vô phía trong nè. Đó.
How you doing, man? Hi. How you doing? Hi. I just do a small video. Okay. Ở chỗ này họ đang đa số họ đang quay, đang làm nhà ở trên lầu. Thì mình vô mình quay, xin phép họ quay cái video đây thôi. Ở dưới lầu 1 này nó có cái phòng, phòng chơi. Phòng chơi đây. Họ làm chưa xong nha. Còn lầu 2 thì nó có phòng ngủ. Còn bê bối lắm. Okay, this is the first bedroom. Này là cái phòng 1. Phòng ngủ đầu tiên. Okay, phòng ngủ thứ 2. Cái master bedroom này nó rộng hơn cái mấy nhà kia một cái, cho nên nó có 4 phòng ngủ. This is 4 bedroom nè. This is pretty big. Woo. Yeah. Yeah, họ đang làm. Thì theo mình thấy thì ở trên lầu này nó có 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, một phòng ngủ ở đây. Cái master phía bên này. Và thêm 2 phòng ngủ nữa. Nó nằm ở hướng bên này. Nghĩa là 4 phòng ngủ trên lầu 2. Ở dưới lầu là chỉ có phòng ăn, phòng ăn với nhà bếp. Đây là lầu 1 nè. Okay. Thì theo mình thấy thì ở dưới lầu này nè, nó có cái garage, nhà bếp, phòng ăn, phòng khách. Trên lầu thì trên lầu nó có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Dưới lầu thì 1 phòng tắm, tất cả là 3 phòng tắm, 4 phòng ngủ nhà này. Nhớ nha, cái builder là Dior Hawthorne. Builder là Dior Hawthorne, đã nằm ở trên Route 56 ở Wesley Chapel. Để mình chạy vòng vòng nữa cho mọi người xem những căn nhà khác như thế nào. Cái này là ở đây là sơ phía ngoài nè. Phía ngoài họ quay, họ xây nhà phía ngoài đó. Thì bữa nay thứ bảy mà cũng có nhiều người họ đang ra làm việc ở đây. Yeah. Cái bên kia thì bên đó thì mọi người ta đang lót cái nóc nhà, đang làm cái mái nhà bên đó và đóng shingle. Theo mình thấy thì cái khu này cũng tương đối lớn không? Nhà này nó coi giá nó cũng không quá cao. Nó cũng bình dân thôi. Mình thích có một cái là họ xây gạch từ dưới lầu 1 lên tới lầu 2 luôn. Thì mình có đó là thấy cái nhà mình nó chắc chắn hơn cái bình thường phải không? Đa số thì ở miền Nam Florida này thì họ xây nhà giống như lầu 1 thì họ xây bằng gạch, lầu 2 họ làm bằng cái frame bằng gỗ và họ chét tắc cầu giống như họ chét xi măng á. Thì
người ta đang làm việc nè. Tụi này nó lái xe đây nó bán đồ ăn. Cái beo vô nó kêu giùm nha, để mình chạy lại đây mình đậu xe chỗ này cái mình quay chỉ nhà phía trong cho mọi người xem cái nhà ở trong như thế nào. Thấy cái nhà này nó quay nó làm thấy cũng đẹp quá. Thì mình có thấy cái nhà này nó xây xong rồi mà một lầu, để mình vô mình quay cái nhà một lầu với theo cái dạng ở phía trong nó làm sao. Nó để giá là trung bình từ 200.000, thì mình nghĩ cái nhà lầu 1, cái nhà mà một lầu này á, mình nghĩ là cái giá là 200.000, của nhà hai lầu có thể cái giá nó cao hơn. Để mình vô cái quay cái nhà một lầu này cho mọi người xem cái như thế nào nha. Okay, cái nhà này là nhà một lầu nè. Mình đi vô này thì nó có phía bên tay trái này nó có hai phòng ngủ, bên đây phòng ngủ, chính giữa là một phòng tắm. Ở phía bên này nữa là nó có một phòng ngủ riêng nữa. Đó, thấy không? Cái nhà này thì nó giống như cái nhà của em của mình. Cái nhà mình quay hồi xưa bên kia là 267.000 á. Nè, phía sau nè. Để mình đi qua mình quay phía ngoài cho xem nè. Phía ngoài nè, phía sau này là phía sau hè. Sau hè này còn đông rồi, có cái đấy mình chạy cái kia là được. Đó. Thấy chưa? Đây là phòng master. Rồi đa số ở đây là họ làm cái phòng master, họ lót thảm. Còn nếu mình muốn lót gạch hoặc lót gỗ thì mình phải trả thêm cái option đó. Nha. Yeah. Cái phòng này là cái nhà này là y hệt như cái nhà của em của mình luôn nè. Nè. Y hệt luôn. Con cái là bây giờ họ chưa gắn điện nên nó tối thui, mình đi vô mình quay không có khó thấy không. Thì trong cái phòng master này nó có một cái nhà tắm. Nhà tắm nằm bên kia, và cái bathroom nằm đây, cái closet, nghĩa là nó có cái đồ bồn rửa mặt cho nam và nữ. Bên ở ngoài này ra thì nó có cái chu vi của phòng ăn với cái phòng khách, thì nhà bếp nó nằm đây. Nó này thì một vợ chồng hai đứa con ở nhà này thoải mái, 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Ok vậy mọi người, ok vậy mọi người quay sơ cái nhà này thôi. Nhà này là 3 phòng ngủ 2 phòng tắm.
xây ở đây rất là nhiều. Mà tại cái này mình chỉ xây, mình xem được cái nhà họ đang xây thôi, rồi mình chưa có thấy được cái nhà mà nó xây xong rồi. Steven xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình. Xin vui lòng bấm nút like, chia sẻ video cũng như đăng ký kênh, và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất. Bye bye.